Thật tuyệt khi chúng ta có thể kiếm tiền bằng ước mơ của mình. Và tôi, Cindy chính là người đang làm được điều đó, sản xuất chương trình truyền hình thật tuyệt vời. Nằm thấy mát không? Mát? Không mát nằm chi? Trời sếp. Sếp nằm không sếp? Chỗ này để cô nằm hả? Em xin lỗi. Dạ chỗ của sếp nằm. Gì? Cái gì? À không, dạ của sếp ngồi. Dạ mời sếp nằm. À không, mời sếp ngồi. Dạ. Qua kia ngồi. À dạ em quên, em xin lỗi sếp. À dạ dạ mời sếp ngồi, sếp cứ tự nhiên nha sếp. Dạ em mời sếp uống nước. Chỗ này là chỗ của cô, cấm động đậy. Dạ. Chỗ này chỗ của tôi, còn cái này dành cho cô nè, coi đi. Khen thưởng hả sếp? Khen cái gì? Nghĩ sao vậy? Tất cả chương trình cô làm, writing đều lẹt đẹt, nhất là chương trình nấu ăn á, không có writing luôn. Nghĩ sao vậy? Hả? Trên đường đời, chuyện gặp phải những hố sâu biển cạn là điều mà không ai tránh khỏi. Chuyện tôi nói mắc cười lắm sao, tại sao cô cười? Hả? Cô làm ăn cái gì vậy? Nè cô nhìn đi, bao nhiêu chương trình giao cho cô, không có ai tin gì hết trơn. Cô biết tôi kỳ vọng vào mấy chương trình này không? Nghĩ sao vậy? Hả? Cô làm ăn cho công ty tôi mà cô... Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi cười hả? Vì phương châm sống của tôi chính là khó khăn mấy cũng cười. Bây giờ sao? Bây giờ ông ấy làm sao? Chửi tôi hả? Trời ơi, ông nghĩ làm sao vậy? Ông đâu phải ông ngồi trên cao, ông ăn tiền người ta rồi ông muốn chửi, ông chửi. Hả? Tôi nói cho ông biết nha, bây giờ sao? Ông muốn đòi hỏi chương trình, ông rating cao. Quá đáng à! Cô có bình thường không vậy? Hồi nãy giờ tôi chửi cô quá trời, tự nhiên cô ngồi cô cười khực 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 là sao? Hả? Cô hiểu tôi nói cái gì không? Dạ nè, nhắm làm được thì làm, không nghĩ gì đi. Dạ sếp ơi sếp, em xin lỗi sếp. Dạ em quỳ ở đây em xin lỗi sếp. Dạ sếp ơi, dạ mong sếp tha lỗi cho em. Dạ từ nay về sau em hứa em không bao giờ em dám làm như vậy nữa. Sếp cho em một cơ hội đi sếp. Thôi đứng dậy. Nè, cái bản là tôi rất là quý, không phải để cho chỗ cô quỳ nha. Đứng dậy. Được rồi, một lần cuối cùng nha, cho cô cơ hội cuối cùng trong chương trình nấu ăn của cô luôn. Nếu không có writing, viết đơn nghỉ việc cho tôi. Dạ xin lỗi sếp. Dạ em xin phép em về. Làm gì nữa vậy? Dạ có điện. Dạ bạn em gọi. Alo. Nghe nè, trời ơi phải lựa lúc gọi chứ. Gọi lúc này là sao? Biết rồi nói đi. Ê đi đâu vậy? Đi về. Đó phòng tôi, cổng ngoài trước kìa. À dạ xin lỗi sếp. Alo nghe.